Chào các bạn nha. Hôm nay mình chia sẻ cho các bạn cách tháo bê đan và bảo dưỡng bê đan cá, hay còn gọi là bê đan lóc. Thì xe mình đi nhiều bị vô nước, lâu ngày nó sẽ làm khô mỡ bò trong cái cốt của bê đan này nè. Nếu mà các bạn không có bảo dưỡng thường xuyên thì nó sẽ bị mòn và bị gơ, thì mình chạy không có im nữa ha, nó làm lụp cụp cụp. Và cách tháo bê đan thì các bạn để ý ha, ở đây mình có hai bên nè, mình phân ra là bên có cái dĩa và bên không có cái dĩa. Thì bên không có cái dĩa thì nó là găng xuôi ha. Găng xuôi là các bạn nhìn ra hướng này, nhìn hướng này các bạn dặn ngược kim đồng hồ là nó mở ra ha. Còn bên đây là nó găng ngược, bên có dĩa là găng ngược. Găng ngược thì các bạn phải dặn cùng kim đồng hồ, cùng chiều kim đồng hồ là nó mở ra đó. Các bạn nhìn ra hướng này nè ha. Thì mình dặn bên găng ngược nè, thì các bạn dặn cùng chiều kim đồng hồ là nó mở ra nha. Các bạn nhìn ra hướng này nha. Còn bên mà không có dĩa thì mình dặn ngược kim đồng hồ là mở ra, xuôi kim đồng hồ là dặn chiếc vô đó. Đây là cặp bê đan cá hiệu Lúc chứ không phải là của Shimano ấy các bạn. Hiệu Lúc thì nó nhỏ hơn của Shimano. Thì thường thường cái bê đan nó có làm dấu chữ L và chữ R ha, là trái phải đó. Nhưng cái bê đan này thì nó không có chữ đó. Mình cũng không cần phải để ý nó bên nào nữa, tại vì mình không thể gắp ngược được ha. Nếu các bạn gắp ngược bên á thì cái phần này nó sẽ nằm gian trước thì mình không có xài được. Cái này nó phải nằm phía sau, thành ra cái này là nó bên phải nè. Còn cái này thì chắc ăn là bên trái thôi, vậy đó. Cái bê đan này là cái bê đan bên dĩa nè các bạn, là bên phải đó, bên tay phải của mình đó. Thì các bạn muốn tháo cái này bê đan này ra để bảo dưỡng đó, thì các bạn nhìn thấy nè, nó có cái dòng ở đây nè. Thì các bạn dặn cái dòng này ra. Nhưng mà cái dòng này là nó cũng găng ngược ha, giống như cái con ốc này vậy đó. Thì mình, các bạn dùng cái kèm mình dặn theo chị kim đồng hồ là mở ra đó. Chị kèm mình bóp cái dòng găng này nè, các bạn dặn chị kim đồng hồ á, mình dặn ra. Thì trong này nó có một cái bật đạn, với cái phần này nè các bạn, là nó ma sát với cái lòng của cái bê đan đó. Nó không có bật đạn đâu. Cái này nó rất dễ bị mòn ha. Của mình nó cũng bị mòn rồi đó. Thì các bạn phải thường xuyên vô mỡ bò chỗ này. Mình lau sạch đi. Bạn phải thường xuyên vô mỡ bò chỗ phần này thì nó mới xài, nó mới lâu mòn ha. Thì các bạn chùi sạch rồi mình mua mỡ bò tốt á, mình bò vô đây nè. Hoặc là các bạn dùng một ít mỡ bò mình nhét vô trong này cũng được. Mình nhét vô trong này nè, xong rồi mình để này vô lại. Mình chát nó nhiều nhiều đi, rồi mình để vô trong này đó. Rồi mình dặn lại ha, dặn cứng lại là xong đó các bạn, rất đơn giản. Siết cứng lại nha, cứng vừa thôi ha. Giờ chỉ là xong cái phần bên dĩa ha. Đây là phần bê đan bên không có dĩa các bạn, là bên trái của mình đó. Thì nó cũng có cái dòng này nè, nhưng mà cái dòng này thì các bạn dặn, dòng này là dòng đắng xuôi ha, là các bạn dặn ngược kim đồng hồ là mở ra đó. Thì cách làm cũng như kia thôi, mình vô mở bờ rồi mình dặn lại là rồi. Cái dòng cái cốt này các bạn, này là bằng thép cứng lắm á, nhưng mà mình xài thời gian nó vẫn bị mòn, chạy nó bị gơ khó chịu. Bạn chét nhiều vô đi, nhiều vô mình nhét vô.
này là gân xôi ha, mình dặn vô là mình dặn theo kim đồng hồ, xong các bạn dặn cứng cứng lại là được rồi. Đó, vậy là xong, thì mình xài nó sẽ rất là bền ha. Sau khi làm vệ sinh và vô mỡ bò xong rồi đó thì mình gắp vô lại ha. Thì các bạn coi cái nào ở bên dĩa đó thì mình để vô phần bên dĩa, rồi mình dặn dặn theo ngược kim đồng hồ là dặn vô hết các bạn. Rồi mình xếp cứng này nha. Bên này là dặn xuôi kim đồng hồ là dặn vô. Vậy là xong nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video nha. Các bạn nhớ nhấn đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nha. Chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.